Không tin nổi, thì ra đây là cách mà người Campuchia nghĩ về Việt Nam, chúng ta đã bị lừa dối. Xin chào các bạn, chúng ta lại gặp nhau tại kênh YouTube Việt Nam Stronger. Các bạn thân mến, khi có ai đó hỏi rằng các bạn nghĩ gì về đất nước Campuchia, thì các bạn sẽ trả lời như thế nào? Mình trước nhá, trong tiềm thức của mình thì Vương quốc Campuchia là quốc gia láng giềng thân thiết với Việt Nam, là đất nước chùa tháp với những kiến trúc cổ kính đi kèm những câu chuyện về văn hóa lịch sử kỳ bí. Nói chung thì đây là một quốc gia rất đáng tôn trọng. Hơn nữa, năm xưa Việt Nam ta còn có công lớn đánh tan, dẹp sạch chế độ diệt chủng Pol Pot, Khmer Đỏ ở Campuchia. Nên tình nghĩa anh em phải nói là vô cùng khăng khít, cứ tưởng rằng người Campuchia cũng sẽ vì vậy mà tôn trọng và yêu kính Việt Nam. Nhưng các bạn biết không, gần đây mình đã bất ngờ đọc được những lời thú nhận của chính người Campuchia. Thì ra họ không hề yêu quý gì chúng ta mà ngược lại lại có một thái độ rất kỳ lạ với Việt Nam. Thực hư là như thế nào? Mời các bạn hãy cùng thảo luận với Việt Nam Stronger trong video ngày hôm nay. Cụ thể, mới đây khi lướt trên mạng xã hội Quora, mạng xã hội hỏi đáp lớn nhất toàn cầu, mình đã bắt gặp một câu hỏi rất thú vị như sau. Campuchia nghĩ gì về người Việt? Vì tò mò muốn biết các bạn hàng xóm có tâm tư tình cảm gì với Việt Nam ta, nên mình đã nhanh chóng lướt xuống bên dưới phần bình luận và đọc được kha khá những phát ngôn đáng suy ngẫm từ chính người Campuchia, hoặc là những người nước ngoài đã từng sống ở Campuchia. Đầu tiên, có một tài khoản tên là Miriam Maria Rivera, sống tại Phnom Penh. Người này bình luận như sau. Hầu hết người Campuchia đều có một mối căm phẫn sâu sắc đối với người Việt Nam với những cáo buộc như là người Việt muốn cướp đất của Campuchia. Người Việt muốn phá hủy nền văn hóa và con người Khmer, người Việt là kẻ trộm và lừa dối. Sự oán giận này bắt nguồn từ thời cuối đế quốc Khmer lịch sử như người Việt Nam, khi đó gọi là người An Nam, đã tham gia vào sự sụp đổ của đế quốc thế kỷ 16 đến thế kỷ 19. Sự oán giận ngày càng tăng khi người Việt được thuê làm quan chức dưới thời chính quyền Pháp năm 1863 đến năm 1953, được coi là có năng lực hơn người Khmer. Năm 1960, có 200.000 đến 400.000 người Việt ở Campuchia với dân số 5 triệu người. Năm 1979 thì Việt Nam xâm lược Campuchia nhằm lật đổ chế độ Khmer Đỏ. Từ năm 1975 đến năm 1979 và từ đó bị cáo buộc là kẻ giật dây chính trị và kinh tế của Campuchia. Các vấn đề về ranh giới cũng đã nảy sinh kể từ khi kết thúc Đông Dương giữa những năm 50 và là một vấn đề then chốt trong đời sống chính trị của đất nước. Đảng đối lập hiện nay CNRB đang nhận được nhiều sự ủng hộ khi tố cáo Việt Nam bóc lột Campuchia. Là một người nước ngoài đã sống ở đó một thời gian, tôi bị sốc vì sự căm ghét người dân Việt Nam sâu sắc và nhất trí như thế nào. Bình luận trên đây nhận về 1,2 ngàn lượt quan tâm và 69 lượt tán thành. Tiếp đến thì có một tài khoản có tên là Anguemie, người Campuchia đưa ra ý kiến khá là dài, nhưng sau khi chịu khó lắng nghe thì mình càng hiểu thêm về tâm tư của người Campuchia. Người này chia sẻ như sau. Đúng là nhiều người Campuchia có xu hướng ghét người Việt. Người Việt Nam đã giải phóng Campuchia khỏi Khmer Đỏ, nhưng dường như người Campuchia ngày nay cũng không thích người Việt Nam. Đầu tiên là sự thù địch mang tính lịch sử. 1/3 miền Nam Việt Nam ngày nay từng là một phần của đế quốc Khmer. Việt Nam và Campuchia giao tranh vào những thời điểm khác nhau và chưa đầy 200 năm trước Việt Nam đã xâm chiếm Campuchia và lập nên một vị vua mới. Vì vậy, vẫn còn một lượng lớn dân tộc Khmer Krom sống ở vùng đồng bằng sông Cửu Long của Việt Nam ngày nay. Dưới thời Pháp thuộc Liên bang Đông Dương, người Việt Nam là nhóm vượt trội về số lượng, họ cũng thống trị bộ máy quan liêu và cộng đồng thuộc địa ở Phnom Penh. Thực dân Pháp cho rằng người Việt là chủng tộc khỏe mạnh hơn, vượt trội hơn người Khmer và Lào. Điều này đã làm nảy sinh một câu nói gần như là hay ho. Người Việt trồng lúa, người Khmer ngồi nhìn họ trồng, người Lào nằm nghe họ trồng. Khi Campuchia giành được độc lập, nhiều người coi đó là sự kết thúc của hai chủ nghĩa thực dân, một của Pháp và một của Việt Nam. Ngoài ra, người Việt thường có cái nhìn trịch thượng đối với người Khmer và Lào, cũng giống như một số người Khmer có cái nhìn rất mờ nhạt về người Việt. Đối với người Khmer, điều này giống như sự quay trở lại một kỷ nguyên thống trị chính trị của Việt Nam. Vì thế mà họ không thích người Việt Nam. Và đó là hai ý kiến rất đáng chú ý nói về vấn đề người Campuchia có ác cảm với Việt Nam. Càng đọc mình càng tuyệt vọng các bạn ạ. Người Việt Nam ta có âm mưu xâm chiếm Campuchia từ bao giờ vậy? Việt Nam có bao giờ thống trị Đông Dương như là người Campuchia nói đâu? Tất cả đều là những hiểu lầm hết sức tai hại. May sao bên dưới phần bình luận này vẫn có một số những ý kiến bênh vực cho Việt Nam. Theo đó, có một người bạn Campuchia tên là Udom Thạch đã bình luận như sau. Bản thân tôi là người Campuchia, tôi có một người bạn Việt Nam, chúng tôi thân thiện với nhau, tôi thực sự không quan tâm đến sắc tộc của chúng tôi vì cả hai chúng tôi đều là con người. Chúng ta không nên chỉ đánh giá con người dựa trên quốc tịch, chủng tộc, xuất thân hay là đặc điểm thể chất của họ. Tôi thấy văn hóa và lịch sử Việt Nam rất thú vị và tôi muốn tìm hiểu thêm về chúng. Nghe nhạc Việt cũng hay, chúng ta nên sống với nhau hạnh phúc, đừng ghét bỏ nhau vô cớ. Người Campuchia và người Việt Nam chúng ta nên chung sống hòa bình và hợp tác để tạo dựng một tương lai tốt đẹp hơn cho con cháu chúng ta. Vì cả hai đất nước chúng ta đã phải chịu đựng quá nhiều những đau khổ từ các cuộc chiến tranh trong quá khứ. Quả là một dòng comment thấu tình đạt lý khiến chúng ta cảm thấy nhẹ lòng. Tuy vậy thì mình tin rằng các bạn vẫn đang cảm thấy rất bức bối khi mà có một số người Campuchia có ác cảm và những hiểu nhầm về Việt Nam.
Vì vậy thì ngay bây giờ chúng ta hãy cùng nhau làm rõ một số vấn đề về mối quan hệ giữa hai nước. Một câu hỏi cần đặt ra là người Việt chúng ta có coi thường người Campuchia như họ nghĩ hay không? Mình dám khẳng định chúng ta không coi thường người Campuchia. Hầu hết thì chúng ta không quan tâm đến những diễn biến hiện nay ở Campuchia. Nhưng có một số kẻ xấu người Campuchia hoặc một bộ phận người nước ngoài tiêu cực đã và đang tung tin giả về Việt Nam, khiến cư dân mạng hai nước càng tranh cãi gay gắt hơn. Tiếp đó, Việt Nam có bao giờ nuôi ý định chiếm đất của Campuchia hay không? Không, Việt Nam chưa bao giờ có ý đồ xấu với nước bạn Campuchia. Lịch sử đã ghi lại, còn ai ngoài Việt Nam đã dẹp yên Khmer Đỏ, chấm dứt nạn diệt chủng mặc cho đã bị gần như tất cả các quốc gia trên thế giới quay lưng với Campuchia. Ở đây mình cần giải thích thêm một chút, nguồn gốc sâu xa mà nhiều người Campuchia thù ghét người Việt có lẽ khởi nguồn từ những năm tháng vào thế kỷ 15 khi mà đế quốc Khmer bị diệt vong. Người Campuchia rất tự hào về thời hoàng kim của đế quốc Khmer, một trong những đế quốc vĩ đại nhất lịch sử châu Á. Từng có thời điểm vùng đất mà đế quốc Khmer sở hữu rộng lớn tới hơn 1 triệu cây số vuông, tức là gấp 3 lần diện tích Việt Nam hiện nay. Đế quốc Khmer rơi vào thời gian thoái trào và sụp đổ là thời cơ để các quốc gia láng giềng tiến hành mở rộng lãnh thổ, trong đó có Việt Nam. Đó là lối đi tất yếu của lịch sử, có thời đại hồi sinh cũng có những đế quốc phải bị diệt vong để nhường chỗ cho bầu trời hòa bình tươi đẹp hơn. Để đánh đổi cho điều đó, chẳng phải Campuchia đã nhờ một tay Việt Nam vực dậy từ vũng bùn đó sao? Quay lại quá khứ vàng son ấy thì chúng ta không thể nào quên được đáp lại lời kêu cứu của nhân dân Campuchia và lời kêu gọi của mặt trận đoàn kết dân tộc cứu nước Campuchia. Việt Nam đã không quay lưng, không chỉ đánh tan bọn xâm lược, Việt Nam còn đưa quân giúp nhân dân Campuchia lật đổ chế độ diệt chủng của tập đoàn Pol Pot vào ngày 7 tháng 1 năm 1979. Cứu nhân dân Campuchia khỏi thảm họa diệt chủng. Cùng với hoạt động quân sự thì Việt Nam đã cử nhiều chuyên gia giúp Campuchia xây dựng chính quyền cơ sở, hỗ trợ vật chất giúp phục hồi kinh tế từ đống đổ nát do chế độ diệt chủng để lại. Và thật vinh dự khi người dân Campuchia lúc đấy đã trìu mến gọi những chiến sĩ quân tình nguyện Việt Nam là bộ đội nhà Phật. Vậy tại sao người Campuchia lại có suy nghĩ sai lệch về Việt Nam ta? Có thể giải thích đó là do tình trạng truy cập Internet kém ở Campuchia. Nói hơi thô, nhưng đó cũng là do hệ thống giáo dục nghèo nàn, thiếu giáo dục lịch sử, đặc biệt là lịch sử Campuchia thế kỷ 14 đến thế kỷ 19. Chưa hết, đó còn là vì tình hình chính trị bất ổn ở Campuchia. Có những người cầm quyền lợi dụng vấn đề Việt Nam để thu hút thêm phiếu bầu của người dân như trò chơi chính trị vậy. Không biết là các bạn còn nhớ không, gần đây có một sự việc nổ ra ngay trước cuộc bầu cử lớn ở Campuchia. Đó là hiện tượng rất nhiều UAV lạ kéo đến biên giới Campuchia. Sau khi sự việc diễn ra, nhiều người Campuchia đã bất chấp nói rằng đó là UAV của Việt Nam, điều tới nhằm mục đích thăm dò để rồi xâm lược Campuchia. Thủ tướng Cam lúc đó còn kêu gọi binh lính bắn hạ UAV, ai bắn được sẽ thưởng lớn, tất cả như một trò đùa vậy. Ngoài ra, nghĩ một cách chủ quan thì có thể người dân Campuchia nhận thức được đất nước của họ là một con số 0 trong khu vực, đi từ vương quốc tốt nhất đến quốc gia nhỏ bé bằng 0, nên họ ghen tị và tìm ra lý do, rồi đổ lỗi cho tất cả lỗi lầm của nước khác. Chắc các bạn cũng như mình, hồi còn ngồi trên ghế nhà trường chúng ta đã được học lịch sử. Hơn ai hết, chúng ta hiểu rõ tinh thần cuột cường, tương thân tương ái của người Việt. Cũng với tình cảm láng giềng thủy chung, bất chấp những khó khăn do sự tàn phá của chiến tranh và sự bao vây, cấm vận từ phương Tây. Đáp lại lời kêu gọi khẩn thiết của mặt trận đoàn kết cứu nước Campuchia, các chiến sĩ quân tình nguyện Việt Nam đã kề vai sát cánh cùng quân và dân Campuchia chiến đấu giải phóng đất nước Campuchia, thoát khỏi thảm họa diệt chủng Khmer Đỏ, đặt nền móng cho sự hồi sinh mạnh mẽ của nhân dân Campuchia. Đúng là hiện nay, người Campuchia có những suy nghĩ lệch lạc về quá khứ với Việt Nam rồi có những phát ngôn sai lầm, nhưng chúng ta cũng không nên vì thế mà ghét ngược lại họ. Quan trọng hơn hết, mỗi người Việt hay người Campuchia đều phải học cách chung sống hòa bình, vượt lên trên định kiến và gạt bỏ hiềm khích dân tộc. Hãy cùng nhau vượt qua những hiểu nhầm để bước đến tương lai. Nhưng mình biết là thay đổi định kiến của một quốc gia khác về chúng ta là không hề dễ dàng. Các bạn có suy nghĩ như thế nào? Hãy bày tỏ bên dưới phần bình luận của video này nhé! Video hôm nay dừng lại ở đây thôi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi đến giây phút này. Đừng quên bấm like và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình cũng như cập nhật những tin tức mới nhất cùng Việt Nam Stronger. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại ở các video sau!